Hello, xin chào tất cả các anh chị đang xem video. Thì hôm nay Như quay video này để hướng dẫn cho các anh chị về cái cách làm như thế nào để mình tạo khối cho cái gương mặt của mình, làm cho gương mặt của mình trông thon gọn hơn. Cái cách tạo khối nó cũng làm cho chúng ta che bớt những cái phần khuyết điểm, và từ đó cái phần ưu điểm của chúng ta sẽ được nổi bật hơn và cái gương mặt của chúng ta sẽ trở nên thanh thoát hơn. Thì có hai cách để chúng ta tạo khối. Thì cái cách thứ nhất chúng ta sẽ tạo khối bằng kem, và cách thứ hai là chúng ta sẽ tạo khối bằng phấn ha. Thì hôm nay Như sẽ chỉ cho các anh chị trước là về cái cách mình tạo khối bằng phấn, còn cái cách mà tạo khối bằng kem thì chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái video clip sau. Như cực kỳ yêu thích tạo khối bằng phấn á, lý do bởi vì khi mà các anh chị mình đánh tạo khối bằng kem thì những người mà không chuyên nghiệp lắm á thì sẽ rất là dễ để là những cái bệt kem ở trên gương mặt của mình. Tuy nhiên á, đánh tạo khối bằng phấn á thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, và nó giúp làm thí dụ như mình có lỡ đánh đậm quá thì cũng không sao, bởi vì cái phấn nó sẽ không bám quá chặt vào trong cái da của mình giống như kem. Tạo khối bằng phấn này chúng ta sẽ đánh sau khi chúng ta phủ phấn anh chị ha, phủ sau đó rồi chúng ta mới đánh tạo khối bằng phấn. Còn tạo khối bằng kem thì thường là mình sẽ đánh sau khi mình đánh lớp kem nền đó, rồi sau đó mình đánh tạo khối xong rồi bắt đầu mình mới phủ phấn lại. Cho nên là khi mà chúng ta phủ phấn rồi thì cái gương mặt của mình nó đã trong ráo hơn rồi, thì cái việc mà dính phấn á, để lại cái phần phấn ở trên da nó cũng sẽ hạn chế hơn, và nó giúp làm cho mình đỡ bị sai sót. Hiện tại thì Như cũng đã buộc tóc cao lên rồi, mình trông thấy rất là rõ cái gương mặt của Như thì hơi khá là tròn, cũng như là mình có cái phần khuyết điểm là ở hai cái bên tóc mai ở đây mình khá là ít tóc, và nó hơi bị trống đó các anh chị thấy á. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn ha. Người bạn đồng hành ngày hôm nay của Như đây chính là Contouring Kit của Oriflame, dòng The One Stop Home. Cái bộ này Như cảm thấy rất là thích, bởi vì ở trong đây á có được 3 tông màu các anh chị. Đây, mình có thể nhìn thấy á, là vừa có tạo khối, vừa có tạo highlight đó, và bên cạnh đó mình có luôn cái phần má hồng. Thì thường mình hay suy nghĩ là má hồng chỉ là làm gương mặt mình hồng hồng, trông tươi trẻ hơn. Tuy nhiên không phải ha. Má hồng vẫn là nằm trong cái bước mà giúp cho chúng ta ăn gian được cái gương mặt. Cái cách đánh má hồng cũng sẽ giúp làm cho gương mặt mình nó trông gọn gàng, thanh thoát hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ dùng cái cây cọ đầu trông giống như vậy ạ. Các anh chị thấy đây, đây là cây cọ đánh tạo khối đó. Thì chúng ta sẽ bắt đầu dùng cái tạo khối ha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái đường, và cái cây cọ thì nó đi vào rất là sát cái phần chân tóc, ăn gian tới một xíu về cái phần mép tóc ở đây luôn, để mình trông làm giống như tóc của mình hơi nhiều hơn một chút. Cái gương mặt mình tròn thì mình muốn ăn gian vào một xíu thì các anh chị mình nên đánh ở ngay chỗ đây. Các anh chị thấy khi mà mình cười lên á, cái phần nhô lên cao nhất là cái đỉnh má hồng, đỉnh má của mình. Thì mình sẽ đánh từ cái phần đỉnh má này về trên cái thái dương các anh chị ha. Mình sẽ đặt cọ ở bên kế bên cái phần đỉnh má hồng, và mình đánh ngược lên phần thái dương ở đây. Chúng ta sẽ dùng phấn. Và các anh chị xoay tròn cái cọ này về cái phần thái dương, cũng như là ngang qua phần mang tay. Nó giống như là một hình tam giác vậy cả nhà. Cái đỉnh của hình tam giác là nó sẽ dừng lại ở phần cuối đuôi mắt các anh chị ha. Mình chỉ cần giống thẳng cái phần cuối đuôi mắt này xuống và ngang qua phần mang tay, đưa lên phần thái dương, thì đây chính là cái phần hình tam giác. Chúng ta chỉ cần đánh nhẹ vào trong đó. Bên cạnh đó thì mình sẽ đánh vào trong cái phần xương cạnh hàm này. Bên cạnh đó thì khi mà các chị em mình đánh tạo khối đó, chị em mình nên đánh ở phần đỉnh của cằm một xíu, để giúp làm đánh nhẹ ở phần đỉnh cằm, để làm rõ hơn cái sự mà gọi là phân chia của gương mặt của mình với phần cằm. Thì từ đó làm cho cái cằm của mình nó trông nó rõ ràng hơn. Rồi ở cái phần mũi chúng ta sẽ một cây cọ này thôi, chúng ta sẽ bóp nhẹ là cây cọ thì để nó hơi dẹt ra một xíu. Rồi chúng ta dùng phấn ha. Mình sẽ đánh dọc theo cái phần cánh mũi tới cái phần đầu mũi luôn. Sau đó chúng ta sẽ phủi bớt cái cọ đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ tán lại, để cho cái bột này nó đều hơn.
và nó nhẹ nhàng nhất có thể các anh chị ha. Rồi ok, sau khi mà mình đánh tạo khối cái phần gương mặt mình xong thì tới cái phần má hồng, thì chúng ta sẽ lấy cây cọ đánh má hồng, một cây cọ xéo mà hơi cây cọ xéo nhỏ hơn ở trong cái bộ cọ của mình đó. Mình sẽ lấy phấn vỗ nhẹ và sau đó mình sẽ đánh ha. Nếu mà gương mặt của mình là gương mặt tròn thì các anh chị mình sẽ tán ngang, còn nếu các anh chị có cái gương mặt mà hơi xương thì các anh chị sẽ tán xéo lên đó. Thì các anh chị sẽ đặt cây cọ phần má hồng ngay giữa cái đỉnh má hồng và chúng ta xoay tròn cây cọ. Thì gương mặt của mình nó đã, các anh chị thấy không, mình quan sát là một bên đánh má hồng rồi và một bên chưa đánh má hồng. Rất là khác biệt đúng không ạ? Đó, cũng là có một cái tác dụng là làm tạo khối cho gương mặt của mình trở nên nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Còn một phần nữa là khi mà các anh chị mình đánh má hồng xong thì mình phủi cây cọ đi ạ. Bắt đầu mình lấy cái cây cọ, cái phần đây mình sẽ đưa nhẹ lên trên cái phần thái dương các anh chị, để giúp làm cho cái phần gương mặt mà ở phần trên thái dương của mình, nếu mà cái phần trán của mình hơi rộng quá thì nó sẽ giúp làm thu gọn cái phần thái dương này lại một chút xíu, và nó giúp làm gương mặt của mình hồng hào hơn. Và sau đó các anh chị sẽ tiếp tục về cái phần đánh phấn mắt cũng như là đánh son môi đó, để mình hoàn tất cái phần trang điểm của mình. Các anh chị nhà mình thấy đó, chỉ với một số cái thao tác nhỏ đơn giản thôi mà gương mặt của mình đã trông nhỏ hơn, thanh thoát hơn, và giúp làm mình tôn lên những cái vẻ đẹp của đôi mắt cũng như là môi của mình trở nên đặc biệt hơn. Cho nên các anh chị mình hãy cho mình một xíu cái thời gian thôi để mình tập, mình đánh tạo khối cho gương mặt của mình trông gọn gàng và có những cái bức hình đẹp hơn. Hy vọng rằng video này sẽ có ích cho các anh chị và các bạn trong những cái việc mà chúng ta trang điểm cá nhân hàng ngày. Nếu các anh chị thấy hay thì các anh chị like video cũng như là share video này cho bạn bè người quen của mình cùng xem. Bên cạnh đó thì các anh chị hãy bấm vào cái nút đăng ký kênh và bấm vào cái biểu tượng cái chuông, để khi mà Như có những cái video mới thì chúng ta sẽ cập nhật được, YouTube sẽ cập nhật cho các anh chị ha. Bất cứ cái ý kiến phản hồi nào của các anh chị cứ để lại ở bên phần bình luận, và Như xin hứa là Như sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì đã xem video. Bye bye và hẹn gặp lại.